Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Anh em có nhu cầu mua bán hàng Poke Đại Chiến, giao dịch trung gian, hãy đến ngay nhóm group Poke Đại Chiến Nông Dân Channel, nhóm chính thức của kênh Tiểu Tử Bá Đạo. Tại đây thì anh em có thể gặp mặt ngay admin của nhóm, đó là bạn Phú Vinh anh em. Đó, uy tín chất lượng rất là an toàn, anh em có thể liên hệ để giao dịch trung gian cũng như mua bán hàng thông qua bạn này nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, mong rằng các bạn sẽ ghé qua để ủng hộ. Cảm ơn. Chào chào, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình Nguyễn đây từ Bá Đạo người nha. Xin chào anh em, game Poke Đại Chiến cho mình nghe từ Bá Đạo bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chỉnh sân score hút quả của trận S1030 anh em nhé. Ok, khởi động luôn buổi sáng các bạn xem đây có gì hot không. Rồi, ok, cái tiền chắc ta viết điểm qua thời tiết anh em, lại bị quên hôm qua. Hàng Ultra này à, rồi Mê Công hôm nay trời đẹp có gì đây. Mưa lớn mà rất nhiều anh em nhé. 13h15 đến 14h15, 22h đến 23h rất nhiều các bạn. Đây có rất nhiều Kakurem anh em, nó chưa bắt được tranh thủ đi bắt thôi. APK ok. Thử thách thế nào gói quà kia lại quay lại bán móng đồ nâng cấp thuốc cưới à, bằng nhau các bạn, không có gì đặc biệt. Ôi quà 10 này cháu hôm nãy 10 xong có leo à, tiêu phí vẫn vậy anh em. Bánh mì và anh hai ai master anh em, hôm nay vẫn anh hai ai master à. À, được rồi anh em, có anh hai thì cũng vậy thôi, không quét đâu, bắt nhiều không tốt các bạn. APK chắc tí nào lại tháp anh em, à quên nợ ơn lại tốt APK nhỉ. Chắc có khi nào top PK anh em. Ồ, quá trời tem nữa luôn rồi. BY để mấy anh em lại quay đầu đáo tim như trong chóng ấy trời. Thế đoàn nào, thế đoàn nào anh em. 3, 4, 1, 2, 3. Bot phải đoàn. Mua luôn. Rồi. Chiến anh em. Ra trận. Đây tháng ra tôi phải tranh thủ làm hết anh em, không lại hôm qua quên. Và tôi bị quên các bạn. Chiến nào. Hết. Tiếp tục ra trận. Rồi, ok. Bỏ qua tiếp. Rồi. Câu cá. Câu cá thì mua thôi nhưng một cần thôi. Rồi. Chăn nuôi.
nhận nào. Ok, vô trại thú nào đâu lắm rồi, vô anh em. Tượng thần, tiến cấp tượng thần. Nhu, lần được phát speed anh em. Đúng lần đúng một phát speed anh em nhé. Nếu lần lần đúng một phát speed này. Trời ơi. Hồi đam với Crit Pool rồi. Được 20 cái nữa các bạn. Sốt phải đoàn. Đây có 10 cái thôi. Mua luôn đi, rồi. Chạy thú, tượng thần, nâng cấp. Đam, lên luôn đi. Thu thập. Ok, khai nấu đi. Lâu rồi không nấu anh em. Sáng nay ngồi rảnh nấu thì tôi ghép lại. Anh em ghép lại cho chú ý, hôm bữa ghép sai hết rồi các bạn. Đây nào. Lên. Toàn bét hệ đâu không à. Chỉ thấy hệ của mình. Toàn đánh cỏ điện anh em. Đánh cỏ ác này. Lên. Vô. Rồi. Lên tiếp. Tiếp tục các bạn. Hết luôn này. Vừa đủ. Nấu. Thường thì yêu ạ. Rồi. Kho nào. Hồn và độc. Không chơi. Hồn độc tiếp anh em. Để cỏ. Để cỏ. Hồn độc. Thác thường. Thường yêu. Thường. Thường. Qua đây xem. Hồn độc thôi, khảm vào cho nó vui thôi anh em, chứ có dùng đâu. Siêu này, con này chơi này anh em này, siêu này. Siêu có lưu ra đấy. Cỏ. Cỏ. Đánh à. Tất cả đều đánh à. Rồi tiếp nào. Nham, bắt. Nữa. Đất. Toàn đất thế này anh em. Toàn này đất này. Nước băng. Qua đây xem. Rồng bay. Rồi nước băng với rồng bay này bay ra có anh em. Rồi, kho thú, thả hết, nhanh nào. Rồi, tượng thần, băng rồi, đây nước băng anh em. Đó, cái này tăng đường này. Ok. Nguyên một đám chỉ đang được đúng một chỗ thôi anh em, chẳng nhờ. Chỗ nào, support phát, ok. Ấy, từ rồi, được rồi. Ok, sáng ra thì đánh quanh buổi sáng nay thì như không có gì đặc biệt các bạn. Sáng nay không hề có một cái gì đặc biệt hết. Trang phục mặc. Nguồn gốc. Một phát. Hai. Huấn luyện nào. Rồi, tiêu sau nhịp. Rồi. Ok.
Tớ đang muốn đi up quên mất rồi. À mảnh thường. Từ anh em trước khi vào mảnh thường thì phải qua đây. Qua túi anh em. Vô đây, đúng rồi. Mua mảnh thường này anh em. Mình còn thiếu 50 mảnh nữa là triệu hồi được Marukario về anh em. Hôm nay tôi sẽ gọi Marukario về trước để làm nhiệm vụ phi lưu ký và thêm đài mới nha. Rồi ok. Mảnh 53 65 68 74 91 99 800. Rồi ok, còn Marukario là nó hẹn gì nhỉ? Đánh nha. Đánh rồng không? Marukario là hẹn đánh rồng không? Theo tôi nghĩ thôi anh em, chứ đâu nó hẹn đánh này chắc chắn rồi, nhưng mà phải đánh rồng các bạn. Đâu rồi? Đây anh em, hôm nay gọi Marukario về. Con này thì không cộng không trừ là đẹp anh em nhé. Phải không? Hay nó đánh đam không à? Nhưng tôi nhớ đánh nâng nó lên là nó đánh cả crit. À đây đúng rồi anh em, cả crit nữa. Không cộng trừ cũng được rồi. Ok, không dài dòng các bạn. Đó, sáng nay triệu hồn Marukario về anh em. Rồi, ok, chiều này sẽ có clip truyền và nâng cấp cho nó để đi ấy luôn anh em. Chiều này là sẽ truyền nâng cấp cho nó để đi support đấy luôn. Hello, hôm nay tròn 200 hình ảnh này ngon, lúc qua. Ý, ngon lành các bạn, đúng lúc đúng nơi luôn. Ok, hôm nay thì sẽ triệu hồn cho nó về để mở lại phi lưu ký. Đâu phải lâng lên gì, từ. Rồi. Bây giờ phải chuyển qua. Không lẽ giờ đã mới về đã phải chuyển qua ngay anh em. Xem nào. Hòa duyên. Thân mật. Con này là gì? Thân mật tốt gọi đều thân mật à? Đều duyên thân mật à? Đi nói cũng hơi khó khăn nhờ. Tôi thì tính để đây để trưa nay tôi chuyển qua luôn anh em. Vì át khỉ tôi quên con cha rắc tôi bị chuyển ở dưới rồi. Phải phi lưu ký đoạn đầu như của ấy là vẫn dùng con Charac này là tăng tính để ấy chuyển qua phát là chuyển qua tên chơi luôn, nhưng mà nhìn thấy hơi khó rồi thì chính thức Ulova qua luôn anh em, cho lực nó mạnh luôn đi cho nó khỏe luôn. Nào thì trước mắt chúng ta xem tiến hóa cho nó đó nhờ. 45 hả? Rồi thân mật đây nào, được cái lùi luôn giờ các bạn. Thì tin cho nhạc tôi giờ luôn mấy con này cũng dễ mà không nói khó anh em, nuôi được. Nào, lên Mega luôn đi, tháng này tiến hóa lên Mega luôn đi. Vật truyền được ký sau vậy. Ô kìa. Đúng người đúng thời điểm thế, sẽ đúng lúc này thế. Một viên nữa thôi là được rồi, rồi ok. Đó, lên luôn đi, tí thế là lên 30 luôn cho nó khỏe. Lên nào. Mười sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, 30. Lên. Ô, úp được anh em, phải úp luôn. Úp luôn đi. Mất công như đâu bạn, úp luôn đi. Lên nào. Mà 5, 3, 6, 3, 7, 4, 10. Rồi 2, 4, 3. Chắc là đủ anh em nhé. Đừng có mang đồ vào nữa, chắc đỡ đi phi lưu ký thừa sức rồi các bạn. Còn chịu lực chiến rồi mà chắc không được nữa. Thôi chịu đấy. Không được thì truyền anh em đằng nào cũng vậy. Không được thì truyền. Cộng kin nào, cộng sẵn kin đi. Thôi chơi các bạn. Rồi, hóa. Đấy nha, một đợt rồi ok. Nói chung con này lên thì chứa là để vá lại phi lưu ký là chính thôi anh em. Đó lên luôn, chuyển hóa mega cho nó anh em, lên mega thì bắt đầu mới mở anh em. Mở chưa? Ok, vẫn chưa mở phi lưu ký à? Phi lưu ký ở đây anh em. Rồi mở luôn rồi các bạn. Đây đầu tiên phải cần có Charac này, sau đó là Mew sau đến cuối cùng mới mở Marukario. Ok, à đây cần Mew nữa à? Hơi toang nhá. Rồi ok, tôi sẽ clip vượt ảnh này sau, còn đầu buổi video buổi sáng nay kết thúc đây thôi anh em. Cảm ơn clip em nhé, giờ thì bye bye.